Xin chào tất cả mọi người. Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với cửa hàng Em Thành đồ cổ đồ châu Âu các bác nhé. Thì bên em lại về rất nhiều các mặt hàng các bác. Chỗ nào cũng thấy hàng ngụt hết hàng lên. Vâng, thì em xin giới thiệu với các bác. Vâng, những cái mẫu tủ cây này thì đã dần dần có chủ hết các bác, ghi tên có chủ hết rồi đấy ạ. Có chủ hết rồi. Những con này ở giữa cũng có chủ đang lau dầu đấy ạ. Và con này cũng đang lau dầu rồi, đang theo dõi. Vâng, bên em còn một con cuối cùng các bác nhé. Bên em còn một con cuối cùng, con này. Thì con này là con vâng, con tủ cây Đức xuất Mỹ các nhé, Đức xuất sang Mỹ. Đời giáng hoa Godwinner các bác nhé. Những phiên bản kỷ niệm. Chung quanh thì đều kính đúc các bác nhé. Chung quanh đều kính đúc, kính zin nguyên bản các bác. Mài vát cạnh hết đấy ạ. Mặt trăng sao. Vâng, có ngắt chuông các bác. Chơi hai bản, chơi một bản nhạc có ngắt chuông, tạ lắc zin đầy đủ hết các bác, đầy đủ hết đấy ạ. Rất là đẹp rồi. Quả lắc cũng rất là to. Con này là cao 2m11 x 57. Còn một con cuối cùng thì vâng, bên em bán sale quá. Bên em bán sale để đợi chờ những cái lô tiếp theo các bác nhé. Vẫn còn zin nguyên bản đấy. Đây nó đánh bản nhạc Westminster. Con này thì chuông nó rất là hay, là ấm các bác nhé. Đây bên em vẫn còn chưa, vâng, bên em còn chưa chưa cần chỉnh gì được các bác. Ấm rất là hay đúng không ạ? Vâng, con này thì kích thước của nó cao 2m11 và ngang 57 phân các bác nhé. Cao 2m11 và ngang 57 phân. Quay xa cho bác nhìn rõ các bác nhé. Những con này thì hiện giờ thì bên em bán, các bác bán ra đến đâu bán hết đến đấy các bác ạ. Tủ cây về cứ kìm kìm. Con này thì bác nào chốt ở trong nội thành Hà Nội thì bên em giao cho bác với giá 20 triệu là bao lau dầu, bao ship lắp đặt tận nhà các bác, với các bác ở Hà Nội. Còn các bác ngoại tỉnh thì bên nào hỗ trợ 50-50 các bác nhé. Vâng, và đây là một chiếc đồng hồ Odo 36 các bác nhé. Đây là một chiếc đồng hồ Odo 36 hay còn gọi là Lữ Hoàng âm thanh dòng máy 8 các bác nhé. Thùng rất là đẹp đúng không ạ? Thùng rất là đẹp. Zin nguyên bản các bác nhé, zin nguyên bản. Đây các bác, zin từ nước sơn này các bác, zin từ nước sơn. Màu gỗ sồi vàng. Con này là chỉ có màu gọi là xi sáp nâu lên nó sạch các bác, bởi nó gỗ sồi vàng các bác nhé. Đấy các bác nhìn nó đồng bên trong màu nó như nào như thế. Cái màu này bên ông Tây là ông ấy nâu quá. Con này thì vẫn còn giấy tờ nguyên của dòng Odo các bác này. Đấy các bác nhìn giấy tờ nguyên của dòng Odo các bác nhé. Quả lắc này thì quả lắc soi gương được luôn. Cái giấy là cái giấy bọc quả lắc ấy, cái giấy nộp. Đấy em để vào tí nữa bọc bởi cái quả lắc đẹp như này đúng không ạ? Quả lắc đẹp như này mua 1 triệu không ai dám bán cho đâu các bác. Nó gấp vào trong này. Có khóa đúng gặp chủ, cẩn thận đúng không ạ? Ốc chống tường người ta tháo ra để đây thì nó không bị quằn, không bị gãy các bác. Ốc chống tường là khóa. Đó, hai cái ốc chống tường ở đây các bác này. Đấy, những cái con hàng đẹp, gỗ sồi đẹp như này thì các bác nên chú ý, nên theo dõi các bác nhé. Nên chú tâm, nên theo dõi. Không có nhiều ngoài thị trường đâu. Đây, từ những cái ốc chống cầu này các bác. Đó, những cái ốc ngắt chuông đêm này của côn lòng mắng bạc. Thì các cụ ngày xưa đã có câu đúng không ạ? Odo 36 triện tròn vồ vuông củ côn nòng máng bạc, đã đi vào thơ ca đúng không ạ? Đây các bác nhìn bộ máy. Để mà ngoài thị trường mà tìm được bộ máy nó đẹp như thế này thì nói chung là nó có nhưng nó không nhiều các bác. Buổi nó sản xuất từ những năm 30, trước những năm 30 các bác. Đó. Từ vâng, còn những cái ốp chống đinh, chốt cầu, chốt tường đầy đủ hết, zin nguyên bản hết các bác nhé. Tìm được những bộ này thì phải đặt, nó phải hiếm quá và phải nói là người Tây người ta phải ít sử dụng thì nó mới có như thế này các bác ạ. Còn mà cứ quay suốt ngoài cây côn mới quay nhạc với nghe chuông thì có cái ốc chống cầu ở trên nữa. Vâng, con này nó chơi bản nhạc Westminster các bác nhé. Vâng, cái bộ kính như thế này đi mua ngoài thị trường với nhau cũng phải tầm trên 3 triệu nguyên bộ kính này các bác. Cái mặt số này cũng tương đối là đẹp này các bác này. Đó, mặt số đấy. Xuất xứ Pháp các bác nhé. Những cái con hàng đẹp thế này thì các bác liên lạc với em các bác nhé. Con này trị giá trên 20 triệu các bác nhé.
70 nhân 37. Như thùng này các bác đi mua thùng này cũng chục triệu khó mà mua được đúng không ạ? Ok. Vâng, em xin mang sản phẩm tiếp theo ấy, em xin mang này sản phẩm tiếp theo. Em mang cái kia. Tới đây em xin mang một chiếc đồng hồ tạ khúc, con này siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog các bác nhé. To lắm. Thùng gỗ sồi. Chơi bính bong các bác nhé, thùng gỗ sồi chơi bính bong. Màu gỗ sồi các bác, tạ đây các bác, tạ đây ạ. Quả lắc đây các bác nhé, quả lắc đây ạ. Rất là to, đẹp các bác. Xuất xứ từ Đức các bác nhé, xuất xứ từ Đức. Mặt lắc kê vàng quá, mặt lắc kê vàng trên số lần số lỗi các bác nhé. Đây các bác, sờ lỗi gần lên ạ. Chữ Đức lõm, con này to các bác, rất là to đấy ạ. Máy nó trong này, con này rút được máy không nhỉ? Không. Làm sao anh ơi? Vâng, thì em sẽ nhường máy đi, con này chơi bính bong các bác nhé, chơi bính bong. Máy to lắm quá. Đây chơi bính bong này các bác nhá, chơi bính bong đấy, máy to máy lớn các bác nhá, rất to, to khổng lồ luôn. Đây các bác nhá, to đùng ngã ngửa luôn. Vâng, với chiếc này thì em xin sale với giá 3.700.000 đúng không ạ? Một con cao 1m09, ngang 36. To quá các bác này, nhìn rất là to, đẹp luôn các bác nhá, đẹp đấy ạ. Có hơn 3 triệu thôi ạ. Và em xin lại một chiếc tạ khúc tiếp theo các bác nhá. Vâng, đây cũng là một chiếc đồng hồ tạ khúc. Vâng, con này thì có đầy đủ tượng đấy các bác nhé, em ướm lên, con này đầy đủ hết đồ nghề các bác này, đó. Đẹp lắm các bác, có thần Alap, có đầy đủ cánh các thứ, các bác, lắc cây vàng ạ. Đẹp không các bác, đúng không ạ, còn cánh nó rơi xuống em sẽ nhập sau các bác nhé. Bằng đồng các nhé, tượng bằng đồng hết đấy ạ, như lắc cây vàng các bác. Mặt sơn dầu, các mặt số lỗi sơn dầu. Đây một vị thần quá, một vị thần đang trên là có con gà đang bay, con chim đang bay. Vâng. Và tạ đây các bác nhé, tạ đây, lắc trong các bác nhé. Em quay bộ máy, con này chơi chung chén các bác nhé, chơi chung chén, chén bát to này, bát 10 đấy ạ. Máy cực kỳ là lớn các bác, sạch sẽ các bác nhé. Em đo kích thước các bác nhé, em đo kích thước. Con này 1m. Nhân mấy cả 28 các bác nhé, 1m nhân 28. Ở trong con đô rồi. Vâng, 1m nhân 28. Con này em xin sale quá, em xin sale với giá 3 triệu. 3.600.000 các bác, 3.600.000. 3.600.000 các bác nhé. Chơi chuông chén, âm rất là hay. Dáng cổ 3.600.000. Các bác nào nhanh tay quá, các bác nào nhanh tay mới được con này này. Giá này ngang giá con tạ lê chứ. Mà nó to, nó hoành tráng hơn nhiều các bác. Nó to hoành tráng con tạ lê rất là nhiều luôn. Nếu mà chơi con tạ lê, đúng không ạ? Chơi con tạ lê như mấy con tạ lê kia đúng không ạ? Chơi mấy con tạ lê trong góc này thì mình chơi có thể vẫn đồng tiền như vậy, thêm vài trăm nghìn nữa các bác. Chơi con to uýt như này, đẹp, chuông chén, máy móc như nhau. Đúng không ạ, thần Alat. Nó còn hơn cả bộ thần Alat 1 triệu không được. Vâng, em xin like một chiếc vai bò. Con vai bò gông đồng bạch. Vâng, và con này siêu phẩm đấy có nhé, con này siêu phẩm. Vâng, em xin giới thiệu với các bác nhé. Em xin giới thiệu với các bác. Đây là một chiếc vai bò xuất xứ từ Đức, đến từ hãng Dung Han các nhé, đến từ hãng Dung Han. Con này thì nó là dòng siêu phẩm của các loại vai bò các nhé. Con này nó là dòng siêu phẩm của các loại vai bò. Đo kích thước luôn. Vâng. Hai bông hoa lá tây đứng các nhé. Với cái đường vân gỗ 70. Đằng trước đi, cho các bác nhìn thấy cái dấu đằng sau mình đọc các bác nhìn thấy sao. Vâng, 70 x 24 các bác nhé. 70 x 24 cm.
dưới là những cái đợt hoa lá tây, những hoa lá tây lượn các bác nhé, thùng zin tây nguyên bản các bác, zin từ nước vỏ đúng không ạ, mặt có logo chữ Dung Han các bác nhé, mặt có chữ Dung Han đấy ạ, số lồi các bác, em quay đằng sau các bác nhé. Con này nó được mệnh danh là vua của các dòng vai bò các nhé, nó được mệnh danh là vua của các dòng vai bò. Đây kích thước đằng sau đây các bác nhé, màu nâu trầm. Với giới hạn âm thanh của đồng hồ thì vâng, được bên nước ngoài đánh giá và cũng như bên Việt Nam và được các người sưu tầm được đánh giá nó là dòng âm thanh hay nhất của các loại vai bò và được tiêu chí là đẹp. Cái thứ nhất là về đẹp và cái thứ hai là về âm thanh thì không có một dòng đồng hồ vai bò nào qua được dòng này các bác nhé. Không có dòng đúng về cái âm thanh, kể cả vai bò Odo các bác nhé. Odo nó đắt được cái giá trị. Vâng, con này là tại sao nó đắt ạ? Con này nó là V-Dub 64 các bác nhé. Để em quay rõ các bác. V-Dub 64. Đúng không ạ? V-Dub 64 các bác nhìn rõ không ạ? V-Dub 64. Đánh trên 5 thanh côn đồng bạch các bác nhé. Đánh trên 5 thanh côn đồng bạch. Đúng không ạ? Đánh trên 5 thanh côn đồng bạch rất là đẹp đúng không ạ? Đây các bác nhìn. Dòng này dòng hay nhất của dòng âm thanh các bác nhé. Các bác nghe đấy ạ, các bác có thể nghe cả em nói xong hai câu chuyện nó không hết, nó vẫn còn ngân đấy ạ, đúng không ạ, nó vẫn còn ngân đấy ạ, nó vẫn ngọng 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 đấy ạ. Vâng, con nào các bác, vâng, các bác quan tâm con này các bác gọi điện thẳng cho em các bác nhé, gọi điện thẳng cho em. Quá đẹp đúng không ạ, quá đẹp, quá xuất sắc luôn đúng không ạ. Vai bò V-Dub 64, 5 gông đồng bạch các bác nhé, 5 gông đồng bạch. Ok. Vâng, tiếp tới em xin like một chiếc đồng hồ Odo 30 các bác nhé, một chiếc đồng hồ Odo 30. Vâng, đây là một chiếc đồng hồ Odo 30 các bác nhé. Thùng này, thùng lượn. Vâng, thùng dáng ôm tường này. Với cái thùng này các bác, nguyên cái vỏ này đi mua ngoài thị trường nó tầm khoảng trên 3 triệu đồng các bác nhé. Đẹp không ạ? Các bác nhìn cho em đẹp không ạ? Rất là đẹp đúng không ạ? Dưới kính thủy các bác nhé. Mặt số đây. Zin nguyên bản các bác nhé. Con này em bao lau dầu cho các bác nhé. Đây, còn cái khóa đây. Tay lắm đấy các bác, mua tay lắm phải 300.000 không ai dám bán đúng không ạ? Tay zin của Odo đấy ạ. Con này thì bên em bao lau dầu cho các bác. Củ côn nòng máng các bác nhé. Giới với những âm thanh củ côn nòng máng nó đánh rất hay, nó trầm. Bởi vì làm sao ạ, nó cái lòng máng này nó khum quá. Khi nó khum vào thì đánh âm nó ở đây nó sẽ tạo ra chân âm. Chân âm khi nó gõ vào thì cái lòng máng này nó sẽ dối âm xuống. Thường thường những loại khác thì nó có dán tờ giấy để cho nó tránh độ âm để nó dội xuống. Nhưng mà đây nó củ côn nòng máng, nó lòng máng nó làm trực tiếp vùng xuống luôn. Tại sao dòng củ côn lòng máng Odo 36 nó lại ngân đúng không ạ? Cái máy này các bác thì máy rất là đẹp và các bác nhé, đấy đẹp các bác, đủ tiêu chí độ đẹp quá nhé. Vồ da đấy ạ, vồ da cũng không có, vâng, vồ da cũng rất lành lặn, không có bị, vâng, không bị ải đúng không ạ? Đây cót đây ạ, các bác nhìn cho em các bác nhé, các bác nhìn cho em rất là đẹp đúng không ạ? Bên em thì báo giá, con này báo tốt. Con này bao lau dầu cho các bác nhé. Em bao lau dầu cho các bác. Đo kích thước. Đẹp nhỉ các bác. 57 nhân 25, 45. 27 nhân 45. 57 nhân 45. Thùng này thùng đẹp của Odo đấy các bác nhé. Con này em xin sale với giá 12.500 các bác. Thùng xấu thì nó ở những con máng lợn. Thì hôm nay hôm qua có nhiều bác hỏi máng lợn là thùng như thế nào, thì để tí em sẽ quay qua có nhé. Còn 12.500.000.
Ok, mở ra. Đây, thùng máng lợn thì bên em hay gọi là những cái thùng kiểu này, gọi là thùng máng lợn này các bác này. Đấy, những thùng kiểu này hay là những cái thùng kiểu này. Đấy các bác nhé, những thùng máng lợn. Đó, những cái thùng kiểu kia kìa. Nhiều lắm, ô đô nó ở trong các thùng gọi là thùng máng lợn nó nhiều lắm, nhưng mà các thùng đẹp lên tí nó kênh được vài triệu. Vào đây. Sáng đẹp nhỉ các bác nhỉ. Như là thiên hà đúng không ạ? Em xin giới thiệu qua chiếc đồng hồ này các bác nhé. Đây là một chiếc đồng hồ vai bò rất là dài các bác, để em đo kích thước. Mặt vàng hồng. Lên số lồi. Vàng các bác nhé. Vàng như lắc cây vàng luôn các bác nhìn cho em. Đây là những phân khúc hàng kỹ các bác nhé. Em mang những phân khúc hàng kỹ ra em nai đấy ạ. Chứ không phải ở nhà này nó lắm hạng vai bò đẹp thế đúng không ạ? Bên em phải chọn lọc từ bên Tây. Và có những con đẹp thì bên em bỏ ra like các bác nhé. Con xấu thì bên em ra bán phát sản. Kim của nó các bác nhìn thấy ngôi kim đó như mặt trăng đúng không ạ? Như mặt trăng quay. Nó như kiểu giải thiên hà đúng không ạ? Nhìn rất là lồi. Với dáng các bác, dáng lượn lên lượn rất là đẹp. Và trông nó mập mạp đúng không ạ? Trông nó mập mạp dưới nền kính cong, vân gỗ đấy, vân gỗ nó đều lượn lên, nó lượn xuống như dáng của dãy Trường Sơn đúng không ạ? Đằng sau cũng vậy, đằng sau cũng rất là đẹp. Cửa đấy các bác nhé, cái cửa cũng rất là đẹp đúng không ạ? Máy đây các bác này, con này vai bò Đức các bác nhé, chơi bính bong, vai bò Đức chơi bính bong này, âm rất là hay đúng không ạ? Vâng, con này thì em sale thôi các bác nhé, con này em sale. Vâng, con này em xin sale với giá 2.800.000 được các bác nhé. Những cái con đẹp như thế này đúng không ạ? Các bác mua con này xấu đi làm vỏ 700.000, 800.000 về đúng không ạ? Vỏ hết 7 đến 800.000 nó không được đẹp và nó không được zin như thế này đúng không ạ? Còn chưa nói là bộ máy nó có đẹp hay không đúng không ạ? Nhiều lúc mua, nhiều người cứ tiếc tiền bảo anh đi mua con vai bò được khoảng 1.9, 2.000, 2.500.000 đúng không ạ? Nhưng các bác, cái thứ nhất là bộ máy gì? Bộ máy hoen, thiếu đồ mình không làm nên được. Cái thứ hai là cái nước sơn này. Nước sơn Tây nó khác nước sơn Việt các bác nhé. Nước sơn Tây nó khác nước sơn Việt. Các bác đi làm 7 đến 800 nghìn. Đây, như bên em đi làm. Đấy, các bác nhé. 7 đến 800 nghìn. Nhưng mà để nó độ đẹp thì nó không thể đẹp bằng cái những cái vỏ zin nhìn này các bác nhé. 2 triệu 800 nghìn. Ok, em bỏ đây. Mấy con này. Ừ. Ừ. Con này quay chưa? Vâng, thì bên em cũng còn rất nhiều các sản phẩm các bác nhé. Bên em, à em mang mấy cái đĩa ra. Bên em rất nhiều, còn nhiều rất sản phẩm. Thì các bác quan tâm con gì đấy, ừ. Các bác quan tâm con gì thì các bác cứ mang cho em. Kể cả tạ khúc, tạ lê đúng không? Tạ khúc, tạ lê, vai bò các loại các bác nhé. Thì em sẽ giới thiệu qua. Vâng, bên em mới về một CZ đĩa này các bác này. Mới về một CZ đĩa cổ các bác. Đĩa này đĩa cổ hết ạ. Có nguồn gốc xuất xứ hết các bác nhé. Những đĩa này thì bên em bán 950.000 trên một đĩa. Nếu các bác nào lấy đĩa cả 3 cái thì bên em bán rẻ các bác nhé. Nếu các bác lấy cả 3 cái này thì bên em sale luôn. Đây các bác này, đĩa này. Đĩa này thì nó có nguồn gốc xuất xứ từ Đức các bác nhé. Đây các bác có giấy tờ đồng hoàng, có nhà hãng. Đây các bác này. Cỗ xe ngựa đang nói về đại gia đình và các những con ngỗng, những con ngỗng, con thiên nga. Bên này thì bên trong này nó nói về một khung cảnh làng mạc ở bên Đức các nhé. Có đây, có CG máy đây các bác, CG. Cái này thì nó được lung trong vòng, đây có CG 8141 để các bác có Google dịch. Con này nó được sản xuất trong vòng 75 ngày các bác, được lung trong 75 ngày. Đây CG đấy. Nó có giấy tờ đấy các bác nhé. Giấy tờ về kèm của nó đây, cũng là một khung cảnh đấy, của cái khung cảnh của bức tranh này đấy. Đây có nhìn cái đĩa và khung cảnh này đấy. Nó là một các bác nhé, nó là một. Có giấy tờ, có tên tác giả, tên tác phẩm. Những con này thì các bác mua bên chợ Đức hay chợ Ba Lan thì nó đều dao động khoảng tầm 1.500.000 đến gần 2 triệu nếu mà bán lẻ. Như bọn em nhập số lượng, nhập buôn thì nó được lớn hơn các bác nhé. Đó. Ok, em gấp con này, gấp nhanh để cho các bác còn lấy. Cho các bác còn xem con nữa, hết thời gian rồi đúng không ạ? Hôm nay video hơi dài. Em sẽ bóc con tiếp đĩa tiếp theo các bác nhé. Bên em bán lẻ thì 950.000 trên một đĩa các bác nhé. Bán lẻ 950.000 trên một đĩa.
Đây cũng một bức tranh, cũng ngôi làng đúng không ạ? Cũng một bức tranh. Đĩa này các bác mang về đi tặng sếp đúng không ạ? Đi tặng sếp thì tuyệt vời luôn. Đặt giấy tờ đầy đủ đây các bác ạ. Cái đĩa này quan trọng nhất là đúng không? Quan trọng nhất là gì đúng không? Quan trọng nhất là cái giấy tờ. Nếu giấy tờ nó thất lạc hoặc nhét giấy tờ khác vào thì nó cũng không có giá trị lắm nhiều các bác. Đây các bác này, đặt sau đĩa này. Nó sản xuất từ những năm 1986 các nhé, sản xuất những năm 1986. Rất là đẹp đúng không ạ? Xuất xứ Đức các bác nhé. Giấy tờ đầy đủ bên trong này, nó có hướng dẫn sử dụng. Cái đĩa này thì đĩa để trưng bày có nhé. Đây, có người tên tác giả này có nhé. Có cả ngày vẽ lên cái út này. Đây, giấy tờ của nó đây các bác nhé. Đấy, zin chuẩn các bác nhé. Rồi, còn chiếc cuối cùng. Đó các bác chốt con nào được các bác cứ chụp ảnh màn hình cho em các bác nhé, cứ chụp ảnh màn hình. Đó, đĩa người ta có đựng này. Đây thì người Tây người ta đang lấy cỏ, các bác lấy cỏ để chuẩn bị cho mùa đông các bác. Dưới này những con vịt đang bơi đúng không ạ? Đây các bác, đúng không ạ? Nông dân châu Âu. Nông dân Đức các bác. Đây, xây gì máy đây. Đấy, những chiếc này thì nó được sản xuất phiên bản dự có giới hạn các bác nhé. Được sản xuất phiên bản giới hạn nung trong vòng 75 ngày. Đây các bác, đúng không ạ? Tranh người Tây đây, người ta đang đánh đúng rơm này các bác này. Đó. Được vẽ bởi được vẽ bởi cái là ngày này có Bender này và đây là cái công ty của nhà hãng các bác nhé. Có bút ký riêng này các bác, có bút ký riêng và đằng sau đĩa cũng thấy những có những bút ký riêng có nhé. Đó, có series mã số. Những cái này về hiếm lắm các bác đi mua bên chợ Tây thì nó không có nhiều. Đây bút, đây có chữ ký tay các tờ nào cũng có chữ ký tay luôn. Đây bút ký tay đấy ạ. Có mã số đồng hoàng có nhé. Những chiếc này các bác chốt lẻ thì bên em để với giá 950.000, còn chốt sẵn thì bên em bớt cho các bác một chút hoặc free ship cho các bác nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi. Chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác quan tâm con nào thì các bác cứ chụp ảnh màn hình là dễ nhất các bác nhé. Các bác quan tâm con nào thì các bác cứ chụp ảnh màn hình trên Zalo, các bác gửi qua Zalo và còn con này không lau dầu lau vỏ cho anh hay làm gì thì bên em sẽ còn bên em nhìn ảnh là bên em nhận diện được các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi.